Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Live. Và hôm nay Cầu Vàng sẽ giới thiệu anh em tựa game mobile vừa mới ra mắt phiên bản alpha test tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Chiến binh Apka, đến từ ngành Gosu. Đây sẽ là một con game nhập vai thẻ tướng rảnh tay, lấy chủ đề dựa trên các cái bộ manga và anime nổi tiếng. Nó sẽ tập hợp các cái nhân vật mà các bạn yêu thích ở trong các bộ manga và anime đưa vào trong tựa game này. Đấy, các bạn thấy trên màn hình đăng nhập thì chúng ta sẽ có các nhân vật như kiểu Doraemon này, rồi Thanh Gươm Diệt Quỷ này, đúng không? Inuyasha này, Bleach các thứ. Đấy, rất là nhiều nhân vật. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phiên bản alpha test của tựa game Chiến binh Apka này nhá. Mình sẽ vào game nha anh em ơi. Đây, chúng ta đã vào game rồi. Ở đây mình gặp nhân vật đầu tiên là nhân vật Asuna, nhân vật hướng dẫn mình chơi game này. Asuna thì đến từ bộ mình không nhớ nữa. Sorry anh em. Nói chung là có một số nhân vật thì mình không nhớ hết nhá anh em nhá. Đây, chúng ta sẽ có được ban đầu thì các bạn sẽ được tặng tiền miễn phí này, chúng ta sẽ được tặng một lượt chiêu hồi tướng miễn phí anh em ơi. Đây, chúng ta sẽ có một tướng miễn phí, đó là tướng nào đây? À, Levi từ... Đó, rất là nhiều nhân vật đến từ các cái bộ truyện mà các bạn yêu thích, những bộ anime. Levi thì đến từ Attack on Titan, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có nhân vật tiếp theo được triệu hồi này. Xem nào. À, Asuna là đề từ Sword Art Online nhỉ? Đây, Killua thì Hunter x Hunter rồi. Đấy, cái nhân vật này thì tôi biết. Rồi, nhưng mà mình sẽ không biết hết được nhá. Nhưng mà các bạn thể thấy là cái con game Chiến binh Apka này nó sẽ tập hợp rất là nhiều nhân vật đến từ các bộ anime nổi tiếng đúng không? Rồi, chúng ta sẽ vào phần thám hiểm này. Cái game này là game thẻ tướng mà, thẻ tướng rảnh tay thì chúng ta sẽ có phần vượt ải, các bạn sẽ đưa tướng ra trận. Tối đa thì các bạn thể đưa 6 tướng ra trận nhá, rồi kết hợp đội hình các kiểu. Tí nữa thì game nó sẽ hướng dẫn. Game thì có đồ họa 2D thôi, nhân vật thiết kế theo kiểu style chibi, nhân vật thì nó vẽ không được quá đẹp lắm so với nhiều cái tựa game khác, vẽ nhân vật nó không được đẹp quá đẹp và chi tiết. Nhưng mà khi các bạn nhìn vào ấy thì các bạn vẫn nhận ra được những cái đặc điểm riêng của những nhân vật mà mình yêu thích. Rồi, tiếp tục này, ở đây mình vẫn chơi theo hướng dẫn tân thủ nha. Đây, mình sẽ ghép nhân vật Lisbeth. Lisbeth này chắc là cũng của Sword Online nhỉ. Nhưng mà cái Sword Online thì mình không theo dõi nhiều, không biết các anh nhân vật đâu. Đấy, sẽ có rất là nhiều nhân vật nhé mọi người nhé, nhưng mà mình sẽ không biết hết được. Các bạn, tôi cũng không phải là fan cứng của anime. Bạn nào fan cứng chắc biết hết, nhìn phát là biết luôn. Rồi, chúng ta sẽ tục khiêu chiến này. Kéo thả tướng ra trận. Đấy, tướng thì nó sẽ chia ra các cái vai trò như kiểu tấn công, hỗ trợ, phòng thủ. Các kiểu thì đứng hàng trước, hàng sau. Đây, có phần trận pháp này, chúng ta sẽ có 5 hệ. Võ thuật, pháp thuật, khoa học, ánh sáng, bóng tối khác chế lẫn nhau, đưa các tướng cùng hệ ra trận nó cộng thêm chỉ số. Ngoài ra nó sẽ chia nghề nữa, quyền đấy tổng cộng là 7 nghề và cũng đưa các nghề cùng tướng cùng nghề ra trận nó cộng thêm chỉ số. Như vậy là mình hiểu nhanh thì cái con Chiến binh Apka này, cái phần trận hình ấy, nó là sự kết hợp giữa nghề và hệ đó. Thay vì các game khác nó chỉ có hệ thôi thì con game này có cả nghề nữa, kết hợp đưa các tướng cùng nghề ra trận nó cũng cộng thêm chỉ số. Thì sau này các bạn sẽ tính toán kết hợp đội hình sao cho nó hợp lý nhất. Tí nữa mình sẽ show lại cho anh em nhé. Ở đây thì mình vẫn đang chơi theo cái hướng dẫn của game. Rồi, và nhân vật này các bạn có thể nâng cấp level nhân vật này, sau này có tăng sao bồi dưỡng. Đấy, các kiểu. Đây, mình sẽ nâng level trước đã. Cách chơi thì vẫn là cách chơi quen thuộc của dòng game thẻ tướng rảnh tay thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Cũng rất là dễ làm quen, ai cũng có thể chơi được. Đặc biệt là bạn nào mà chơi game thẻ tướng nhiều ấy thì các bạn sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen đâu. Đây, có tăng tốc x2 này. Thậm chí sau này có phần bỏ qua nhanh trận đấu để giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn. Đây, có phần treo máy nhận thưởng. Rồi, nhập vào khoảng trống để đóng. Chúng ta có thành chính này. Rồi, tiếp tục nha. Trang bị nhanh. Rồi, tiếp tục cường hóa. Có tính năng cường hóa trang bị. Đó, các bạn thấy không? Sẽ có phần cường hóa trang bị ở đây. Đấy, các bạn sẽ có cường hóa trang bị luôn. Có hệ thống trang bị, cường hóa trang bị. Nhưng là cũng quen nhỉ. Mình thấy là con Chiến binh Apka này chủ yếu nó sẽ thu hút anh em bởi cái việc là yếu tố là nó tập hợp rất là nhiều nhân vật từ những cái bộ anime nổi tiếng đưa vào một con game. Thì đó chính là những cái yếu tố để đấy chính là những cái yếu tố để thu hút anh em game thủ ấy. Oh.
Ok. Đấy. Mà ban đầu chỉ có vượt ải thôi và mọi thứ thì hoàn toàn tự động rồi. Đợi tí mình sẽ chơi qua cái phần tân thủ nhá. Ở đây thì cứ chơi theo hướng dẫn tân thủ đã. Game hướng dẫn tân thủ cũng rất là kỹ luôn. Chúng ta có bảng nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được XP và thưởng thêm các cái tài nguyên khác. Bấm ra ngoài. Đấy, game hướng dẫn kỹ dã man có phần hoạt động. Hoạt động này thì các bạn có đăng nhập 7 ngày nhận quà. Đấy, các cái nguyên liệu ở đây. Đây là bản alpha test nha mọi người nhá. Nên là sẽ có reset. Và thời gian alpha test thì cũng khá là ngắn thôi. Nhưng mà các bạn không cần chơi trước cũng được. Bởi vì là chủ yếu là con game này thu hút. Như mình đã nói là thu hút ở cái hệ thống nhân vật. Đây có Miku, nhân vật ca sĩ ảo Miku này. Rất là nổi tiếng. Hạng SR luôn. Tí nữa mình sẽ xem phần tỷ lệ quay tướng nhé anh em nhé. Rồi chúng ta có thể đổi tên nhân vật. Đây. Đặt tên cậu vàng. Chắc là sắp qua cái phần hướng dẫn tân thủ rồi. Rồi đổi avatar nhân vật. Rồi ok. Game hướng dẫn kỹ quá. Cái này mình biết rồi. Nhưng mà có thể nhiều anh em chưa biết thì sẽ cần. Khiêu chiến này. Đó, chúng ta sẽ khiêu chiến ở đây. Rồi. Rồi tiếp tục nha. Đây, đã qua rồi, có tính năng treo máy này. Mình sẽ ra ngoài mình xem cái phần đây vào thành chính này. Mình sẽ phần tỷ lệ triệu hồi này cho các bạn nhé. Đây, triệu hồi thì có triệu hồi cao cấp, triệu hồi tình bạn và sau này có cả triệu hồi tối cao nữa. Đây, phần lịch sử quay tướng này, phần chi tiết đây. Thì chứng minh R là 70%, SR là 25% và chứng minh R là 5%. Nói chung là tỷ lệ 5% này là một con số hết sức quen thuộc thôi. Và đa phần game thể tướng là 5%, có game nào nhiều là 10%, có game nào ít thì 2%. Cũng là một tỷ lệ rất là quen thuộc. Đấy thì các bạn có thể triệu hồi ra tướng. Và trong phần chiến binh này thì như mình đã nói thì các bạn có thể nâng cấp này, tăng sao bồi dưỡng. Rồi có phần đạo cụ này thì lắp nhanh trang bị. Đấy, rồi cường hóa trang bị cho nhân vật của bạn. Rất là quen đúng không? Đấy. À đây, nói thêm về phần trận hình đi. Chúng ta sẽ có phần 7 trận này. Thì có phần trận pháp này các bạn lưu ý nhá. Ngoài hệ ra 5 hệ này thì các bạn có nghề nữa. Đấy, quyền sư, pháp sư, xạ thủ, kiếm sĩ, tiên phong, sát thủ, hỗ trợ. À, các bạn kết hợp, mình nghĩ là vẫn nên kết hợp là ít nhất là 3 tướng giống nhau của mỗi phe, của mỗi cái nghề. Ví dụ như là 3 xạ thủ, 3 quyền sư hoặc là 3 hỗ trợ, 3 sát thủ chẳng hạn thì nó sẽ cộng chỉ số nhiều nhất. Sau này có thần khí lắp vào này. Đấy, về cơ bản thì cái tựa game chiến binh FK này nó đơn giản vậy thôi, một dạng game thể tướng rảnh tay. Và điểm thu hút của game thủ của con game này đó chính là cái việc là tập hợp các cái nhân vật ở trong những cái bộ anime nổi tiếng. Ở đây thì mình không nhìn được cái danh sách tướng nên mình không thể show cho anh em được. Nhưng mà tại lại thì sẽ có rất nhiều các cái bộ như One Piece này, Hunter x Hunter này, rồi Sword Art Online này. Đấy, rồi Naruto các thứ đầy đủ luôn. Đấy, Doraemon. Đấy, bạn nào mà quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm thông tin về tựa game chiến binh Apka của anh Gosu nhá. Cảm ơn anh theo dõi này của cậu vàng. Và thú vị thì đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Tokyo Online của em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.